Chào mừng năm trăm tỷ, anh em đã quay trở lại. Cám lợn đây ăn hại vẫn như ngày hôm qua. Kim đăng cho các bạn video trên tay chiếc Redmi Note 10, chính là chiếc máy này, và có vẻ khá nhiều bạn quan tâm về hiệu năng chiếc máy này. Và với con chip Snapdragon 678, với dung lượng pin 5000 mAh, với màn hình Full HD, thì cái điều tiếp theo chúng ta nên làm với chiếc máy là gì? Và chắc chắn các bạn đã gợi ý cho mình rất nhiều, đó là hãy cùng nhau thử test hiệu năng chiếc máy này. Nhất là để xem nó chơi game có mượt không, load game nhanh không, và thứ hai để xem nó có nóng hay không. Và ngay sau đây mình test thử các game mà có thể nói là được nhiều người chơi nhất hiện tại ở Việt Nam. Hãy cùng nhau bắt đầu ngay sau intro. Trước khi bước vào nội dung chính thì mình muốn quảng cáo vài giây đã. Đó là chiếc máy này mình mượn ở Lazada, phiên bản 4GB, 64GB. Nếu như không nhầm được bán độc quyền trên Lazada, với mức giá chỉ lên quanh 4,2 triệu, tức là sẽ có flash sale đêm nay từ 0 giờ đến 2 giờ sáng. Các bạn có thể check link ngay dưới phần mô tả video để xem. Hãy vào săn luôn nếu các bạn đang quan tâm. Còn nếu qua cái khoảng thời gian từ 0 giờ đêm nay đến 2 giờ sáng thì mình không chắc sẽ còn giá thơm như vậy nữa đâu. Như thế nhá. Hiện giờ mình đang có ở đây 4 game. Cũng có thể nói là những game này tương đối nặng, đó là Genshin Impact này, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, PUBG Mobile và Call of Duty Mobile. Thì với 4 game này mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm thử để xem là chơi game nó có mượt không, và trong lúc chơi nó có nóng hay không. Hiện giờ thì hãy cùng nhau bắt đầu bằng game PUBG Mobile. Mình sẽ xóa hết dữ liệu nền đi để cho đảm bảo cái hiệu năng nó tối đa dành những chiếc game này, những cú game. Bây giờ cùng nhau kiểm tra xem đồ họa như nào nhá. Dạo này không vào game PUBG Mobile nhìn nó lạ mắt quá. Bây giờ thì mình sẽ vào phần cài đặt để xem setting đồ họa các thứ nó ra làm sao. Graphics hiện giờ là đang để độ phân giải HD. Mình sẽ cho lên thử UHD thì được không nào? UHD thì coming soon rồi, Ultra HD cũng coming soon rồi, HDR được không? HDR cũng không available. Vậy thì tối đa các bạn thể được là đồ họa HD và tốc độ khung hình để ở mức 2. Tiếp theo, khử răng cưa nè. Ok, khử răng cưa luôn. Shadow bật luôn. Không biết là bây giờ PUBG Mobile và PUBG PC thì game nào có nhiều người chơi hơn nhỉ? Bởi PUBG trên PC tìm trận rất là lâu, mà trên Mobile bấm phát là có luôn. Hiện giờ nếu đang trên máy bay thì FPS đang ở tầm 44. Và các bạn lưu ý rằng từ 35 đến 44 nó thay đổi lên xuống. Thì các bạn lưu ý rằng là setting đồ họa hiện giờ đang để tối đa. Cho nên mình thì chơi thử xem như thế nào. Nếu cảm giác không ổn thì mình sẽ giảm bớt cái setting đồ họa xuống cho nó mượt hơn. Xoay camera xung quanh thì cảm giác vẫn ok, vẫn khá là mượt mà. Đương nhiên là không được như những chiếc smartphone cao cấp với kiểu dạng là chip Snapdragon 888, 865 hay là kiểu Exynos 1100 trên Galaxy S21 Ultra. Nhưng với con chip 678 như thế này thì mình thấy khá là ổn rồi. Từ xuống đất bắn nhau xem gặp tình trạng drop frame các thứ không. Rồi, giờ từ chỗ chạy marathon, ui đồng thế, chạy ngược lại. Ở dưới đất, đang chạy marathon. Hiện giờ đang là 31 FPS. Không biết là 31 FPS này hiện có đúng hay không, nhưng mình thấy vẫn khá là mượt mà. Không biết trên màn hình các bạn nhìn thấy thế nào. Mình sẽ thử giảm bớt graphics xuống xem nào, cho smooth. Frame rate để là ultra. Tắt khử răng cưa. Ok. Ui, quả này thì 60 chắc luôn này. Quả này thì bao mượt luôn này. Trong này đang hiện của tầm từ 41 đến 45. Nhưng mà soi mắt mình nhìn thì đấy chắc chắn là 60. Mắt mình nhìn thì không có sai đâu. Tức là cái phần mềm mà nó đo nó kiểu nó hơi bị bóp quá ấy. Nó hơi giảm FPS xuống. Nhưng mà dưới mắt mình nhìn thì chắc chắn đây là 60. Rất mượt. Làm công nhận không em? Mượt thế này cơ mà. Ok, tức là nếu mà giảm đồ họa đi 60 FPS là chắc chắn đạt được, không đây gì cả. Đấy, có tiếng súng. Cầm một khẩu 1911 với 14 viên đạn. Ra phơi chúng nó phát ra như nào. Anh em cho mình niềm tin xem mà, liệu khẩu 1911 này với 14 viên đạn đủ không? Mày đâu ấy? Ở đâu ấy? Không nhìn thấy. À, nóc nhà. Phải không? Không phải nóc nhà, đâu nhỉ? À đây đây đây, ban công. Tôi nhìn mày rồi. Con sâu này. Ui, nó bắn mình chết rồi. Nó ngồi trên nhà nó dí xuống. Thôi rồi, tạm thời trước mắt là game PUBG. Là nếu mà các bạn để tối đa đồ họa thì theo mắt mình nhìn được khoảng tầm từ 35 đến 45 FPS. Còn nếu các bạn giảm hết xuống để ultra smooth, cực kỳ mượt ấy, thì chắc chắn nó sẽ được 60 FPS, rất là mượt. Tiếp theo hãy thử game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Không thấy nóng, chỉ hơi hơi ấm ấm thôi.
Có vẻ với cái phần nhiệt độ này thì hiện tại chiếc Redmi Note 10 nó đang ngon hơn chiếc Mi 11 hôm nọ. Chiếc Mi 11 hôm nọ thì nóng bỏng tay luôn. Rồi, ui rồi đây. Nó làm mượt đây rồi. Úi xổ ôi. FPS 60 khóa luôn. Thôi chấm hết. À, riêng cái con Redmi Note 10 này mà chơi Liên Quân, à quên, Liên Minh Tốc Chiến thì cứ gọi là chấm hết. Ui nó đã luôn. Thích nhở, nhìn 60 đã nhở. 60 đứng im luôn. Đây, clip chuẩn bị lên rồi. Ngoài nhau tí xem như nào. Đây là skill gì đây? À, skill gây đam mà, cái này có là cái gì? À, tạo ra kiểu bướm bướm xung quanh để gây đam. Nhưng kia là Garen đúng không nhở? Đúng không Long? Đây là Garen. Ui. Ai. Ui, đâu ấy? Cái này là cái gì? À, cắm mắt à? Ai. À, mày hả bưởi. Chiến. Chiến ấy. Ai. Sao nó khỏe nhỉ? Level 3 mà nó khỏe. À, tiếp theo là game Weibo. Tiếp theo là game Genshin Impact. Thú thật với các bạn là mình chưa bao giờ chơi game này. Chưa từng bao giờ thử chơi game này. Và mấy thằng cũ của studio nó cài vào nó bắt mình chơi. À, đây mình cũng chơi luôn để cho các bạn xem thử. Và với cái con chip Snapdragon 678 ở trên Redmi Note 10 thì liệu chơi Genshin Impact nó có mượt hay không. Rồi, cũng mượt đáo để nhá. Như này theo mắt mình nhìn thì chưa được 60, còn tầm sấp xỉ 50 thôi. Xem mà, xem thử setting đồ họa. Sau hơn 30 giây Google, mình đã tìm ra là hóa ra có cài đặt đồ họa. Và khi cho FPS lên 60 và để setting một số thứ ở xung quanh low và medium và có một vài cái high thì chơi là mượt hơn rất là nhiều. Được nhỉ, được có nói nhỉ. Nhưng mà cái game này mình thấy khả năng rằng là nếu mà đánh đấm nhiều ấy, gọi là màu mè effect bay tứ lung tung thì khó mà giữ được cái mức FPS 60. Ngay đây mình nhảy lên mình bay bay cái thôi, đã cảm giác FPS nó drop một chút rồi. Drop bọc bọc rồi. Thử cho shadow xuống low xem mà. Motion blur low. Bloom anti-aliasing off. Chronicity low. Để low hết ấy, gần như low hết ấy. Ui, low hết thì mượt vãi luôn. Nếu để low hết thì cực kỳ mượt luôn, mượt má ơi luôn. Được. Ok, chơi này chơi được, rất ngon. Có thể các bạn chưa biết đó là cái chiếc Redmi Note 10 này phiên bản 4GB và 64GB sẽ được bán độc quyền trên Lazada và giá ở ngoài thị trường nó sẽ khoảng tầm 4 triệu 7 nếu như không nhầm, còn riêng trên Lazada sẽ bán 4 triệu 2 nhưng mà chỉ flash sale trong đêm nay thôi, tức là từ 0 giờ đêm nay đến 2 giờ sáng. Đúng vậy, nếu các bạn đang xem video này muốn sắm cho mình một chiếc thì có link Lazada ngay trong đoạn video, mua luôn còn kịp. Tôi tiết kiệm được khoảng tầm 600-700 nghìn gì đấy, nhớ click link ở bên dưới. Và tiếp theo chúng ta sẽ test game Call of Duty Warzone. Được của nó anh em ạ. Call of Duty Warzone để đồ họa ở mức cao và khung hình ở mức rất cao. Má ơi nó mượt, thích nhở? Ui. Phê. Này khoảng tầm 55-60 FPS. Rất mượt. Đã, ôi nó đã luôn. Được nhá, được nhá. Và có một điều mình thấy rất ngạc nhiên là từ nãy giờ mình test đi test lại, đổi qua đổi lại giữa các game khác nhau và chiếc máy này không hề nóng. Không hề nóng một tí nào luôn. Cực kỳ dễ chịu. Ấm áp, không biết nhiệt độ nó tỏa ra từ chỗ nào cơ. Vậy thì nếu nỗi lo các bạn trước khi muốn tìm hiểu và mua chiếc máy này đó là chơi game có mượt không và có nóng không thì những game vừa rồi mình test chỉ có game duy nhất đó là game PUBG Mobile thì phải giảm hết đồ họa đi xuống mức low và để ultra smooth tức là siêu mượt thì sẽ được khoảng tầm 55-60 FPS. Còn lại thì từ game Liên Minh Tốc Chiến, từ Genshin Impact và từ Call of Duty Warzone các bạn đều có thể để được FPS ở mức 60 ổn định. Genshin Impact thì mình chưa thử combat lớn có kiểu dạng nhiều hiệu ứng bay các thứ và phải giảm cái mức setting đồ họa xuống mức low và medium thì có thể để được 60. Còn đối với Liên Minh Tốc Chiến cũng như là với Call of Duty Warzone thì các bạn phải để đồ họa tối đa và chơi rất là mượt luôn. Anh em nhìn thấy không? Mà nó đã luôn. Thì đây là video test nhanh về khả năng chơi game cũng như là nhiệt độ của chiếc máy này khi chơi game như thế nào. Chiếc Redmi Note 10 dành cho các bạn đang tìm hiểu. Và đây chính là phiên bản 4GB RAM 64GB bộ nhớ trong luôn.
Thì không biết các bạn cảm thấy thế nào sau khi xem video này, và nếu muốn sắm một chiếc thì nhớ hãy lưu ý trong đầu là đêm ngày hôm nay 0 giờ sẽ có flash sale ở Lazada với mức giá là rẻ hơn khoảng tầm 600-700 nghìn của thị trường. Nhớ check link phần mô tả video để tham khảo thêm nhé. Như vậy thôi. Còn đâu thì các bạn có thể like và share video này nếu thấy hữu ích, và subscribe vì nó miễn phí. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các video khác. Xin chào anh em. Peace.